Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 11 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, các địa phương trong tỉnh đang chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lũ áp cao lục địa suy yếu, kết hợp với rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ Bắc bị nén, đẩy dịch dần xuống phía Nam và đẩy dần lên. Ngoài ra, từ sáng ngày 6 tháng 11, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường nên thời tiết các khu vực trong tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời có mưa, mưa rào và dông rải rác, đêm về sáng sớm trời se lạnh, còn vùng cao thì đêm về sáng trời rét. Đợt mưa này có khả năng kéo dài khoảng 2 ngày, rải rác mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Do vậy, người dân, nhất là vùng cao, các địa phương nằm trong diện cảnh báo nguy hiểm, cần phải đề phòng mưa to cuối mùa, có thể gây ra lũ quét bất thường trên lở đất đá, nơi có địa hình dốc. Vùng thấp vùng trũng cần phòng ngừa ngập úng gây hư hại hoa màu cây trồng. Sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 80%.